Anh chơi full tanh đi. Ok bạn nhá, lại một thử thách mới. Thử thách này mình xin nói anh em mà thử thách này anh em không nên làm theo nhá, bởi vì thua rất nhiều. Nhưng mà với những người này mình sẽ làm cho các bạn xem nhá, rồi các bạn vào video nhá. Hello, xin kính chào toàn thể anh em nha. Ok, thì hôm nay làm theo thử thách của một bạn nhé. Mình thấy có rất nhiều bạn thử thách mình nào là thử thách chơi full quân những con nhân vật nam đi ạ. Thử thách chơi full tank đi ạ. Hướng dẫn em chơi quân ở cap 3 lên cap 4. Hướng dẫn cap 4, em full quân cap 3 rồi, có rất nhiều bạn nha anh em nhé. Nên mình cứ từ từ anh em nhé. Nên mình cứ từ từ nha các bạn ơi. Ok, mình sẽ mở cái dương này anh em nhé. Có kim cương anh em mày, cứ có kim cương là được rồi, không có nhiều đâu đúng không anh em ơi. Ok, có bùn. Ok mọi người này nhá. Ok, full tank thì cái thử thách này rất là khó đánh nhé bạn nhá. Thế bạn ơi, cái thử thách full tank rất là khó đánh. Như ví dụ như là hai con rìu anh em này, cũng là thể phải tank anh em nhé. Hai cái tượng anh em này. Đây hàn đá anh em nhé, hai tượng này nữa, còn lại còn những con có tanh khác như là tanh tanh đa phần hết tanh rồi bạn, rất hết tanh rồi đấy, bởi vì nó chỉ còn đá với đẩy tượng thôi, còn đâu những con này là gì bạn nhỉ, sát thương rất là cao rồi các bạn ạ. Sát thương cực kỳ cao rồi. Đây những cái con này thuộc vào sát thủ anh em ạ. Đây này, sát thủ hết rồi, không phải là đỡ đỏ, không phải tay nữa. 1369 đây, con này đã gì nhỉ, 2001 rồi, hơn rất nhiều máu này, và 80 con này đây và một, nhưng mà đam này cực kỳ to anh ạ, 403 sát thương mà. Ok anh em nha, như vậy mình sẽ chơi cho phong cách khác, vũ phóng đại anh em, mình mang vũ phóng đại nhé. Ok, mang vũ phóng đại và mang người đi vũ máu nhà anh em này, nuôi nuôi gì ấy, nâng cấp lên một tí anh em nhé, để lấy phần trăm máu anh em nhé, 66%. Tiếp này anh em ơi, ok 72% mà ok phết rồi anh em ạ nhỉ. Ok, cho hai bạn này solo, kệ mấy bạn này solo anh em nhé. Rồi chúng ta đánh, quan trọng là bây giờ thắng hay thua anh em. Tỷ lệ trận này, cái giải, cái thử thách này thua đến 80%, 90%. Cái thử thách này chỉ phù hợp vợ thấp thôi anh em nhé, thấp thôi. Chứ còn cao quá là anh em phải chấp nhận chịu thua nhá, chứ không có chuyện dễ thắng đâu. Trừ khi mình phóng đại rồi anh em nhé. Bần ngủ quá bạn ơi. Ơi là không gặp được đối thủ rồi anh em ơi. Game mình sẽ ra tượng rồi nha. Ôi tượng level 4 ạ, pha ke vậy. Ui họ ra nghe ma ghe các bạn. Khét đấy, không phải đùa đâu anh em ạ, khét đấy. Ôi ôi, anh em nhìn thấy gì chưa ạ? Không thể hiểu nổi luôn anh em ơi. Con đá này của mình hút bao giờ mới chết được anh em ơi. Hút bao giờ mới sập được cái thành? Mình hỏi anh em là hút bao giờ mới sập được cái thành? Ôi, ui! Sai lầm rồi anh em ơi. Hũ máu không kịp. Thực sự đó là một rất, đó là một tạm họa sai lầm anh em ạ. Chết rồi, không được chùm xuân chơi thôi, trận này thua rồi. Thế luôn, trận này mình đánh quá sai lầm rồi anh em ạ. Ôi lại hú máu không kịp. Ôi mình không nhậu cái gì trong đầu mình nữa bạn. Trận này mở đầu đánh lỗi thế nhỏ. Ôi cái những cái thử thách của các bạn mình làm theo chị bị phá cú mà lại không làm được cái tích sự gì cho mình ạ. Chỉ là cái thử thách cho bạn vui thôi, trời ơi khổ mình quá. Ok như vậy là mình sẽ được hạ cúp anh em nha, mình được hạ cúp rồi. Ok xem hai cái này, chơi kiểu của anh tượng dễ à. À như vậy là đang thắng mà đã. Anh luôn, mình thấy anh luôn thắng khá nhiều, hên xui thôi. Quan trọng deck gì đúng không anh em, hên xui mà. Quan trọng deck gì mà căng thế.
Ok, cứ hai hai người đi đánh anh em cho mình cứ đi nhỉ. Túc tắc ở đây. IGG vui. Nhìn cái kiểu này là biết là ấy rồi anh em ạ. Gần như như là có những nhân vật siêu khỏe luôn anh em ạ. Láo tuét. Láo anh em ạ, họ láo lắm. Láo thật, họ quá láo anh em ạ, mình thấy họ quá láo luôn. Đấy, con này cấp 15 mình nói đâu có sai anh em. Thôi trận này thôi, coi như bỏ rồi, bỏ 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 bỏ. Ra con đá đi, đá đâu hết rồi anh em ạ. Không, mình không thấy đá đâu ạ. Ồ, hay nhỉ, không thấy đá đâu anh em ơi. Thề luôn anh em ạ, không thấy đá đâu. Ồ, lỗi chịu người rồi, cái lúc cần nhất không có đá anh em ạ. Ồ, trận đấu này mình không hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Mẹ, cho hai con đá đây ạ, cay không nhỉ. Thua đấy rồi, đánh cái đấy gì nữa. Mãi không có đá luôn bạn. Ê bạn luôn thẻ bài. Mình chơi ác này mình hay bị thẻ bài xấu cực kỳ luôn anh em ạ. Ê anh em luôn, chơi ác này mình hay bị thẻ bài xấu cực kỳ. Nó không được, phải nói nó không được đẹp, nó không được hoàn hảo ạ. Thẻ bài nó phải đẹp. Ra đá rồi, có phóng đại bạn này. Phóng đại và có tượng gai này để chặn sát thương. Xong rồi mình có hũ phóng đại lên, xong rồi mình có hũ máu để cứu. Mà trận đấy mấy trăm mới thắng rồi đúng không anh em. Chứ còn kiểu này khó thắng cực kỳ luôn nha anh em nhé. Ok con thật đường ấy anh em ạ. Thôi anh em tôi đứt lé đi. Dén dén dén. Ok phóng đại anh em nhé. Mẹ ơi, cay không chịu được luôn anh em ạ. Này thua rồi anh em ạ, bạn ấy kia có con kia thì làm sao đánh được. Mình sắp hút chết một con rồi anh em ơi. Đừng có bị mạng, đừng có bị mạng, đừng có bị mạng, đừng có bị mạng. Chờ chờ, hai đấy các bạn ấy đang đánh mình anh em ơi. Phóng to nữa lên. Gần chết mình sẽ cho hũ máu nha. Ôi, hũ máu trượt anh em ạ. Nhục không còn gì tạ nổi, thôi thua kỵ sĩ rồi, mình ghét cái con bú máu á. Chơi gần bị tập trang mạng anh em ạ. Hay là mình mang ấy đi nhẹ, chết chết chết, để đánh cái nhiệm vụ làm gì. Hay là mình vác con tiên nữ anh em nha, con tiên nữ phải đam yếu cực kỳ, mình vác để mình nuôi tanh anh em nhé. We come on, được cho anh em ơi. Đó, ok anh em nhé. Lần này đánh xem có thắng không bạn, có tiên nữ xem thắng được không nhá. Có gạo hũ máu luôn rồi. Cấp 7 anh em ạ, rất là đẹp anh em ạ, cấp 7 đấy. Các anh em nhìn cấp 7 ạ. Quá đẹp đúng không anh em ơi. Thôi, việc đầu tiên mình cứ ra tiên nữ rồi nhé. Hai bên cũng có tiên nữ này. Các bạn bè ấn tượng vào giúp mình. Chúng ta đánh vào con tiên nữ kia chủ yếu. Đúng rồi, đánh vào con tiên nữ đấy. Đúng rồi, cứ đánh vào tiên nữ đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, phóng vào con đá. Đúng rồi. Ok, hai con đánh nhau này, bao giờ mình chết anh em ơi.
Chịu rồi, chơi mượn thế. Chịu rồi bạn ơi, đánh nhau này bao giờ mới chết. Trận này mình thua anh em nhé. Quân này của mình không đánh được đâu. Ôi, họ không biến ra là con đỏ quá anh em ơi. Trận này thua rồi anh em ạ. Không thể đỡ nữa. Ok anh em nhé, trận này thua rồi. Good game. Hey, bạn luôn chưa thắng được một trận nào anh em ạ. Trời ơi, có những cái thử thách là mình biết là thua 100% rồi nhưng mà mình vẫn làm cho các bạn đấy. Không biết là các bạn là thích thách mình đến thế cả. Mình biết nhưng mà mình vẫn sẽ làm anh em nhá. Cho dù có thua thì vẫn sẽ làm. Chúng ta chỉ có vui đúng không anh em? Vui mà. Quan trọng gì đâu anh em. Ok, riêng con vai lên sơ kìa anh em từ từ nha. Riêng vai lên sơ anh em từ từ, không được gì phải vội. Để cho đến gần hơn tí nữa đi bạn ơi. Mẹ cha nó. Họ thích chơi kiểu đổi chỗ này, ok. Cơ hội này mình thắng là rất có nhá. Cơ hội thắng này mình có rất rõ rệt luôn. Ok anh em thổi về giúp mình. Cơ hội này mình thắng rất rõ rệt luôn. Chỉ chơi công thành nha bạn ơi. Đúng rồi, hút. Hút. Hút và hút và hút ngoài và hút. Ok anh em ơi. Ok, mình sẽ cầm chân đây nha anh em nhé. Đấy, một hút máu. Bing 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 bing. Thua rồi anh em ơi, trận này thua rồi. Mình vẫn không thể tấn công được. Tôi không tấn công quá lớn anh em ơi. Chịu rồi anh em ơi, không thể mình không đỡ nổi luôn. Mình không thể đỡ nổi anh em ạ. Không thể đỡ nổi. Họ quân họ mạnh quá trời ơi. Con bị trừ này. Khó thế nhỉ anh em nhỉ. Cháu tí nữa dụ solo với mấy người kia anh em ơi. Như đánh kiểu này cũng mà Việt Nam này. Hello. Trận này kéo lại bú điểm tiếp cho bạn này rồi anh em ơi. Kéo trận này mình tụt xuống. Trận này mình thua. À đâu, thua thì chưa bị tụt đâu nhá. 86 mà anh em. 21, 86 mà trận này có trừ 36 may chăng mới tụt. Nên anh em không phải lo vấn đề đấy. No, ok bạn này cũng có, bạn này có ra quân nhưng mà không biết bạn này có nghe được mình nói không. Ok anh em nhìn thấy gì chưa ạ? À, mình đang bị mạng anh em nhé. Ok giờ chúng ta không có nhiều nữa, công thành đường trên đi bạn ơi. Công đường trên đi bạn ơi, công đường trên đi. Ok mình đã căn rất chuẩn để mình ra tiên nữ tiếp theo hỗ trợ. Ok anh em từ từ nhá. Có gì nguy hiểm quá mình sẽ dùng mũ máu anh em ạ. Mũ máu anh em nhá. À, như vậy là mình đã bị chết anh em ơi. Còn ra đá vượng hoàng kia trận này lại thua rồi. Trời ơi, họ chơi cả ngày đấy anh em ạ, thua rồi. Không thể đỡ được nổi luôn ạ. Thôi 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 thôi. Mình sẽ cố gắng cứu con đấy nha anh em nhé. Cứu con đá khổng lồ. Bằng mọi giá phải cứu con đá khổng lồ. Vũ máu đây rồi anh em ơi, cứu được rồi. Đấy, mình lại cứu được anh em nhé. Nhưng mà có lẽ trận đấu mình không còn nữa bạn ơi, thua rồi.
Thua nát trận này. Ôi no, tôi không tin được. Chuỗi thua rồi bạn ơi, chả chơi nữa đâu. Thua nhiều quá mình không thắng được. Chơi tanh em sao mà thắng được bạn. Chơi tanh làm sao mấy rồi anh em. Ok để xem mới hai bạn này solo gặp gì mà vui thế, hấp dẫn thế. Ok ok anh em nha, mình sẽ đánh. Cho solo với anh em nhá. Anh vân trước, mình phải nói thế, anh vân trước. Xong một tí, nếu mà bạn Khoa này mà bạn ấy có dụ mình á thì mình sẽ solo anh em nhá. Vô đây anh ơi. Đánh luôn anh thua anh em ạ, không phải dịu xoắn, riêng mình không phải xoắn nha anh em nhá, vô tư mà đánh. Rồi ra mắt tôi một. Thế rồi anh ấy có cái viên thêm mana bạn, các bạn nên lưu ý cái vấn đề đấy nhá. Hai viên thêm mana rồi mà, như vậy là mình rất thất, mình đã bị thất thủ anh em ạ. Ok thổi về đi anh em ơi. Những trường hợp mà không được đẹp rồi, mình chết rồi anh em ơi. Ồ, đúng chuẩn luôn. Ok anh em nhé. Anh em từ từ nhé, anh ta hút chết đi. Ôi, sai lầm rồi anh em ạ. Sai lầm rồi, thua rồi. Anh em ơi, không phải nói nhiều làm gì nữa. Trận này thua chắc rồi anh em ạ. Thề luôn mở đầu mình. Ok, không sao, không nói. Vâng, bị sét đánh luôn anh em ạ. Đánh khét, quá khét luôn anh em nha. Lại quả trứng rồi bạn nhờ, mình không cũng không thể giết được quả trứng rồi. Trong trường hợp này mình quá bị nguy cấp, cấp bách. Ok. Chết quá ấy, nhưng mà trời ơi anh ấy căn chuẩn quá anh em ạ. Hay đấy. Thua anh em nha, trận đầu mình thua rồi. Thua nát luôn anh em ạ, thua không động được vào một tí thành rồi ạ. Lại đi anh em nha, phải lại rồi, quả này lại. Đánh hay quá, anh ấy đánh hay quá anh em ạ. Thua tâm phục khẩu phục anh em ạ. Gần như là mình bị ép, lép vế hoàn toàn luôn ạ. Lép vế luôn, mình không thể đỡ nổi luôn, lép vế mà anh em. Chết thôi anh em ạ. Đánh theo kiểu bị lép vế thế thì. Anh ấy xài cái viên thêm mana anh em ạ. Nên mặc kệ anh em nhé. Ok mình cứ băng tạm như vậy nhé. Gian sói anh em ạ. Thôi, bắn quả trứng, giết quả trứng. Ok như vậy là giết quả trứng anh em nhé, giết quả trứng là ok rồi đấy. Phần nào ok anh em ạ, giết được quả trứng phần nào ok đấy. Ok như vậy là mình cứ từ từ anh em ơi. Vãi, anh ấy thổi về mình kìa, anh em kìa, thổi mình về kìa. Đánh hay thế nhở. Đánh hay lắm anh em ạ, đánh hay cực kỳ luôn á. Rồi quần mình như cái quần què này, đánh đấm đấy thì đây anh em ơi. Lại thua tâm phục khẩu phục phân nữa rồi. Thề luôn, sao mình bị lép vế thế nhở. Không phải đâu anh em ơi. Được. Ok như vậy là 2-0 anh em nhé.
Thế anh em ơi, quân này của mình nó không được đúng như cái kiểu mà mình đã từng đánh. Kèo cuối, ok, mình sẽ ghi kèo cuối nhá. Mình sẽ ghi kèo cuối trận này là ok, mình đã thua 2 trận rồi. Dám hạ cận vệ đen à? Cận vệ đen. Cận vệ đen là con gì đấy anh em nhỉ? Thôi từ từ nhá, anh còn kèo cuối nữa với đế quốc Capcom mà, thề luôn, quân mình vẫn mở đầu vẫn không được như ý vậy nhá. Thường mở đầu mình chỉ cần được cái con bắn sai kia được rồi bạn ạ. Ok, mặc kệ thì anh em ơi, đen thì thôi, đen đến bến rồi thôi. Ồ lôi anh này mở đầu đỏ thế, toàn thấy Phượng Hoàng này. Anh em nhìn thẻ bài mình này, trông ngáo đen luôn anh em ạ. Ok, kệ anh ấy nhanh em nha, bóp 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 bỏ trứng. Ồ lôi thề bạn luôn, nó đen thế không biết. Ồ rồi lại còn dính quả pháo nữa này anh em nhỉ. Thề bạn luôn đen, anh này khả năng mình ra bị đánh xét đấy. Theo cái truyền thống của mình, không bị đánh xét đâu. Nhưng mà cũng gần thua rồi đấy anh em ơi. Mình đoán theo thông tin là bạn anh này còn bùn anh em nhé. Thề bạn luôn. Quân mở đầu mình bình thường là mình đánh tự tin lắm ạ. Nhưng mà quân mình mở đầu nó cứ như kiểu gì ạ. Quân này anh này mở đầu toàn ra được Phượng Hoàng thôi bạn. Ngáo chó thật đấy. Quân ngáo chó quá anh em ạ. Ngáo chó quá. Nó bắn cho Phượng Hoàng bắn cho chết luôn kìa. Ok. Chả làm cái đấy gì đâu bạn ơi. Thua rồi. Nhảy con sói đây là nở quả trứng tiếp ấy bạn ạ. Bởi vì con đá tanh rồi. Không bạn ạ, ô giết được con đá nhưng mà mình vẫn thua anh em ơi. Từ từ. Từ từ, vẫn chưa. Nhưng mà anh này còn pháo anh em ạ, mình biết là anh này còn pháo ấy. Nên mình có đỡ cũng vô tác dụng mà thôi. Ok nha anh em nhé, cứ từ từ thôi. Mình biết là trận này thua đấy. Anh này còn pháo đấy, mình biết ngay mà, thề luôn, mở đầu mình đen quá. Ok, solo khoa anh em nhé. Cao mấy anh em ơi, king vn thành 8 mà lại neo kém đấy nhở. Thề luôn, anh này mở đầu luôn ra được Phượng Hoàng nhá. Quân của anh này rất là đẹp luôn, căn ke rất chuẩn quân mình, thề luôn, ngáo chó thật luôn đấy. Ok Khoa ơi, mai solo nhá. Giờ nghỉ đã. Ok, clip của mình xin tạm dừng tại đây rồi nhá. Cái kết thúc thử thách của bạn kia, mình đã thì nhà thua đến 5-6 trận. Solo cũng thôi, thúng thua rồi. Thề bạn luôn, nhưng mà hôm nay cái riêng cái ai của mình là solo, mình cứ có một cái linh cảm gì đó là nó đen lắm các bạn. Cái này trong đấu giải mà đen kiểu này chết đấy. Bình thường như anh em mình thề bạn luôn, đánh cái giác lại mình thắng đến tận 8-9 trận liên tục mà bạn. Chả có lý do gì anh luôn này nhỉ, không có rồng, có mỗi sở cu kinh, chả có kỵ sĩ, chẳng có lý do thì mình không thắng cả. Đây là do mình mở đầu bài nó không như ý rồi. Mình chủ yếu mình cần mở đầu bài là con bắn sai được rồi bạn này, không cần nhiều. Mà trong khi đó 3 trận mình không có một trận nào mở đầu có anh nhá. Anh luôn thì 3 trận như mở đầu có Phượng Hoàng tất các bạn đấy, rất là cái đấy là anh có lợi thế từ rất là đấy rồi. Ok nhá, clip mình xin tạm dừng tại đây anh em nhá. Nếu anh em còn thử thách thì hay muốn solo với mình, anh em cứ bình luận nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.